Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của Đài Truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUN TV 57.3. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 28 tháng Giêng năm 2012. Thái Sơn cùng toàn biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin thế giới chúng tôi vừa cập nhật được. Khủng hoảng nội tại khu vực đồng euro là trung tâm lo ngại của hội nghị WEF ở Davos. Tin từ Davos, khủng hoảng khu vực đồng euro sẽ trở thành trung tâm lo ngại của cuộc hội nghị WEF tại Davos trong sáng nay. Thủ tướng Nhật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đều cùng nói rằng phục hồi lại sự ổn định của khu vực đồng euro là vấn đề quan trọng nhất của nền kinh tế toàn cầu. Bà Christine Lagarde nói rằng không nước nào sẽ thoát khỏi ảnh hưởng này. Đây không phải là cuộc khủng hoảng đầu tiên và khủng hoảng riêng của khu vực đồng euro, mà cuộc khủng hoảng này tạo sự hỗ tương, ảnh hưởng lan rộng trên toàn cầu. Ông Donald Tusson, thống đốc của Hồng Kông, nói trong 40 năm phục vụ chính quyền, ông ta chưa từng thấy có cuộc khủng hoảng nào như cuộc khủng hoảng hiện nay. Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh George Osborne nói rằng cuộc khủng hoảng này phải nhanh chóng được giải quyết, nếu không sẽ tạo khủng hoảng cho cả Âu Châu. Thủ tướng Yoshihiko Noda nhận định cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro là sự nguy hiểm lớn nhất đối với nền kinh tế thế giới. Phụ nữ thuộc nhóm Femen biểu tình ở Davos, tin từ Davos, thành viên của nhóm biểu tình khỏa thân Femen ở Ukraine đã biểu tình Davos đòi tăng thêm sự hiện diện của phụ nữ tại cuộc họp thường xuyên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt 3 phụ nữ biểu tình không mặc áo đứng ngoài tiết lạnh. Trên đường tới nơi, phái đoàn các nước đang họp, cô Inna Shevchenko nói với báo chí rằng trong tòa nhà kia đang có quá nhiều đàn ông, chỉ có vài người phụ nữ. Ở Ukraine, nội các cũng chỉ có nam giới và phụ nữ Ukraine muốn tranh đấu cho quyền lợi của chính mình. Trong tháng 8 năm ngoái, nhóm phụ nữ Femen cũng biểu tình trước tòa án xét xử của Thủ tướng Yulia Tymoshenko với bộ ngực trần. Nhóm Femen tập trung biểu tình bênh vực cho quyền lợi của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực như chống du khách qua Ukraine để mua dâm và phản đối tình trạng đối xử phụ nữ ở Trung Đông. Công tác tìm kiếm người bị mất tích trong chiếc tàu Costa Concordia vẫn còn tiếp tục, tin từ Guido. Hôm nay, người nhái của lực lượng biên phòng Ý tiếp tục tìm kiếm người bị mất tích và đội chuyên viên Hòa Lan đã chuẩn bị mọi sự để bắt đầu bơm gần 2.400 tấn dầu ra khỏi chiếc tàu Costa Concordia đã bị tông vào đá ngầm và bị chìm trong ngày 13 tháng Giêng vừa qua. Ít nhất đã có 16 người chết và người nhái tiếp tục tìm 16 người còn đang bị mất tích. Phát ngôn viên Alessandro Bolsonaro của Hải quân Ý nói rằng mặc dù công việc bơm dầu đang chuẩn bị bắt đầu, nhưng công tác tìm kiếm người mất tích vẫn còn tiếp tục. Vì tình trạng thời tiết, công tác tìm người mất tích còn được quyết định căn cứ trên mỗi điều kiện mỗi ngày. Nếu tình trạng như ngày hôm nay, người nhái bắt đầu làm việc từ 8 giờ 30 sáng. Công ty SMIT của Hòa Lan sẽ bắt đầu bơm dầu trong ngày hôm nay hay ngày mai. Trên chiếc tàu hiện đang có rất nhiều chất hóa học nguy hiểm như là thuốc làm sạch hồ tắm, thuốc diệt côn trùng và thuốc giặt. Lại tìm thêm được một xác người phụ nữ trên chiếc tàu Costa Concordia, tin từ Giglio. Sáng nay, người nhái của Hải quân Ý đã tìm được thi hài của một người phụ nữ trong chiếc tàu du lịch Costa Concordia sau 2 tuần lễ chiếc tàu đụng đá ngầm và chìm ngoài khơi bờ biển Giglio. Tìm thêm được xác người phụ nữ sáng nay, nâng con số người chết trong tai nạn lên 17 người và vẫn còn 15 người bị mất tích. Tình hình bạo động tại thủ đô Dakar của Senegal. Tin từ Dakar, người Senegal biểu tình ở thủ đô Dakar đã ném đá để trả đũa cảnh sát dùng hơi cay và xe vòi rồng để giải tán họ. Dân chúng đã xuống đường biểu tình sau khi tòa bảo hiến Pháp quyết Tổng thống Abdoulaye Wade có thể ra tranh cử nhiệm kỳ lần thứ 3. Một người dân ở Dakar nói lực lượng thanh niên tiếp tục bố trí trên đường phố, phán quyết của tòa bảo hiến không thể chấp nhận được. Tổng thống Wade, 85 tuổi, nói rằng hiến pháp ấn định tổng thống chỉ có 2 nhiệm kỳ được tu chính trong năm 2011, nhưng nhiệm kỳ bắt đầu của ông đã bắt đầu vào năm 2000. Cho nên nhiệm kỳ này không thể tính trong sự giới hạn của hiến pháp. Hội đồng bảo hiểm cũng đã bác đơn của 13 ứng cử viên, trong đó có ca sĩ Yonsu Dendor vì không thu được 10.000 chữ ký của người ủng hộ. Chính quyền nói thêm rằng họ không thể kiểm tra 4.000 chữ ký trong danh sách 12.000 người ủng hộ ca sĩ này. Tất cả 5 thẩm phán trong hội đồng đều do tổng thống chỉ định. Tổng thống Wade chỉ chạy đua với chủ tịch Osman Tenodin của đảng xã hội và 3 cựu thủ tướng Erika Sack, Macky Sall và Mostafa Niasse. Senegal là quốc gia Tây Phi duy nhất không có đảo chính kể từ ngày chấm dứt chế độ thuộc địa.
Người Kurd Syria lưu vong tập trung về vùng Kurdistan, tin từ Erbil. Các nhóm người Kurd ở Syria chống Tổng thống Bashar al-Assad đã tập trung ở thủ phủ Erbil của vùng Iraq Kurdistan để thành lập một mặt trận chung. Người Kurd là nhóm thiểu số lớn nhất ở Syria, nói rằng họ bị Hội đồng Quốc gia Syria là tổ chức đối lập ở Syria gạt ra bên lề. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng người Kurd ở Syria cũng sẽ chia rẽ. Một thành phần được người Kurd ở Iraq ủng hộ, một thành phần được PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ. Tổng thống Masoud Barzani của vùng tự trị Kurdistan nói rằng ông ta không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Syria, chỉ muốn các thành phần người Kurd đoàn kết, giải quyết những người vấn đề của họ và chuẩn bị tham gia tiến trình dân chủ ở Syria. Kurdistan không cố vấn họ dùng con đường bạo động, phải chọn con đường hòa bình, dân chủ và đối thoại. Họ phải đoàn kết trước khi tình hình Syria ổn định, trong lúc các khu vực người Sunni diễn ra biểu tình và bạo động hàng ngày, các khu vực người Kurd tương đối yên tĩnh. Nhà lãnh đạo người Kurd đang sống lưu vong và nói rằng họ không tin tưởng đối lập Syria sẽ công nhận quyền tự trị của người Kurd đang sống tập trung trong vùng đông bắc Syria. Ông Ibrahim Bro là đại diện người Kurd trong Hội đồng Quốc gia nói rằng các nhóm đối lập Syria chưa có câu trả lời rõ rệt nào đối với sự quan tâm của người Kurd. Hàng ngàn người Kurd đang sống tại thủ đô Damascus và vùng Đông Bắc. Nếu họ hưởng ứng cuộc đứng dậy của người Sunni, thì đây là một trong những vấn đề khó khăn lớn đối với Tổng thống al-Assad. Phi thuyền Nga tiếp tế cho trạm không gian quốc tế, tin tổng hợp. Một chiếc phi thuyền chưa đặt tên của Nga đã tiếp tế gần 2 tấn thực phẩm, nhiên liệu cho phi hành gia đang làm việc trên trạm không gian quốc tế. Hệ thống thu hình trên trạm cho thấy phi thuyền đã đáp xuống trạm thành công. Chiếc phi thuyền này là sự cải biến của phi thuyền Soyuz. Trong lúc đội phi thuyền của con thoi của Hoa Kỳ phải về hưu khi phi thuyền của Nga được dùng để chở phi hành gia lên trạm hay về quả đất, và cũng lo việc tiếp tế cho phi hành gia trong việc trên trạm. Mỗi năm, NASA trả cho cơ quan không gian Nga 350 triệu Mỹ Kim. Moldova và Transnistria sẽ đàm phán cải thiện liên hệ. Tin từ Odessa. Thủ tướng Moldova và người lãnh đạo mới của vùng Transnistria ly khai phân chia con sông Dniester và đồng ý tiếp tục tiếp xúc nhau để nói lại quan hệ thương mại và đường dây điện thoại. Transnistria là một dải đất nhỏ nằm giữa Moldova và Ukraine sau chiến tranh năm 1992, đã được coi là một thực thể độc lập. Khoảng 500.000 người dân trong vùng là người nói tiếng Nga, lo sợ họ trở thành một loại công dân hạng 2 sau khi Moldova tuyên bố độc lập với Nga. Tuy nhiên, vùng ly khai Transnistria chưa được quốc tế công nhận. Qua cuộc bầu cử tháng 12, ông Shevchuk là một luật sư 43 tuổi đã đắc cử, thay thế Tổng thống Igor Smirnov. Thủ tướng Vlad Fiat đã gặp ông Shevchuk ở hải cảng Odessa của Ukraine với sự hòa giải của Ngoại trưởng Konstantin Kristchenko. Qua cuộc họp báo chung, Thủ tướng Fiat nói ông Shevchuk là nói rằng họ tránh nhắc tới vấn đề lãnh thổ, biên giới và sự hiện diện của quân đội bảo vệ hòa bình Nga. Đầu tiên, họ cần làm là lợi cho người dân và mở lại đường xe lửa, chuyên chở hành khách, hàng hóa, cũng như các dự án điện thoại. Theo chương trình, các nhà lãnh đạo Moldova và Transnistria sẽ gặp nhau trong tháng tới để đàm phán hòa giải. Cuộc đàm phán được Nga, Ukraine, Hoa Kỳ, Liên Âu, Tổ chức An ninh và Công tác Âu Châu bảo trợ. Một phụ nữ Argentina nạn nhân của PIP, tin từ Buenos Aires. Một phụ nữ người Argentina đã cho biết bà ta đã nâng ngực bằng sản phẩm của PIP và cách nay một năm rưỡi đã đi giải phẫu để thay thế chất độn một bên đã bị bể. Bà Gabriela Rolón nói bà ta đã đi động ngực vào năm 2007 và bác sĩ đã khuyên bà dùng PIP. Bà ta hoàn toàn không hài lòng với chất độn này. Chỉ vài năm đã bị vỡ và chất dẻo silicon rỉ ra da thịt, làm đau nhức. Cánh tay phải bà đã phải cử động rất đau đớn. Sau nhiều tháng bị bệnh, bà Roland đã tới bệnh viện San Martin Evan Perron để nhờ bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ lấy ra và thay thế bằng chất độn tốt hơn. Bác sĩ Lenja thực hiện cuộc giải phẫu nói rằng ông ta đã phải ngạc nhiên trước sự gây hại của chất độn PIP đối với bà Roland. Sản phẩm của PIP đã bán rất chạy trên thị trường vì giá rẻ, nhưng công ty đã giấu không cho biết họ đã làm bằng chất silicon kỹ nghệ nào, cấm dùng trong lĩnh vực y tế. Công ty đã bán ra khoảng 300.000 cặp độn ngực trên toàn thế giới,
Khi vấn đề công ty PIP đã bị đưa lên báo chí, bà Roland và một nhóm phụ nữ đã đi nhờ luật sư Virginia Luna đã ở thủ đô Buenos Aires để tiến hành thủ tục thưa kiện. Không giống như các nước khác, chính phủ Argentina không đề nghị giải phẫu lấy ra miễn phí, làm cho những người phụ nữ Argentina nâng ngực bằng PIP cảm thấy khó khăn để chọn lựa. Tuy nhiên, bà Roland may mắn đã được điều trị tại một bệnh viện công nên không phải trả tiền giải phẫu lấy ra và cũng không phải trả chi phí thay thế. Chủ nhân công ty PIP là ông Jean Claude Mas đang bị truy tố các tội làm hại thân thể người khác. Công ty đã đóng cửa trong tháng 3 năm 2010 và trong tháng 12 năm 2011. Chính phủ Pháp khuyến cáo những người đã dùng sản phẩm của PIP nên giải phẫu để lấy ra. Ở Pháp, khoảng 2.700 phụ nữ đã đầu đơn truy tố ông Mas. Phiên tòa đã xét xử có thể bắt đầu diễn ra trong tháng 10. Dân chúng Argentina biểu tình chống khai thác mỏ vàng, tin từ Buenos Aires. Các nhà bảo vệ môi trường Argentina cùng hàng ngàn người đã biểu tình trước tòa đại sứ Canada, đòi công ty Osisko Mines phải hủy bỏ chương trình khai thác mỏ vàng ở tỉnh La Rioja. Mang theo biểu ngữ, người biểu tình nói rằng nước quý hơn vàng. Tuyên bố của họ sẽ tuần hành tới tỉnh La Rioja cách đây 5 năm. Công ty Patrick Gold đã phải hủy bỏ dự án khai thác trong vùng núi Famatina vì dân chúng phản đối, nói rằng khai thác mỏ sẽ làm ô nhiễm các nguồn nước. Nhà chính trị Vilma Ripoll nói rằng các công ty khai thác hầm mỏ ở các vùng Catamasca, Trillium, Paris Roches hay mọi nơi trên núi phải đóng cửa và đi về nước. Tỉnh trưởng Pedro Herrera của tỉnh La Rioja nói rằng ông ta sẽ cử nhân viên đi tới nhà dân giải thích cho biết khai thác mỏ vàng sẽ không làm ô nhiễm nguồn nước cung cấp cho họ. Vừa rồi là phần tin thế giới của BUN TV. Quý vị đừng rời màn hình sau vài thông tin thương mại. Thái Sơn sẽ trở lại với phần tin Á Châu.